chào tất cả các bác. Mùa này thì trời rất là nóng cho nên là việc che chắn cho lan thì cũng phải che, mình cũng phải che bớt đi, không thì nó sẽ bị cháy lá. Cho nên là hôm nay thì em giới thiệu với các bác một lưới đài. Lưới đài của em là của hãng Cao Sung. Cao Sung bên Đài Loan, hàng này là hàng nhập khẩu ạ. Hiện tại thì em đang có màu đen và màu xanh. Đây, em đang giới thiệu với các bác về màu đen này, màu xanh em lại để trong nhà. Đấy, nếu mà màu đen thì với màu xanh thì lưới nó đều dệt giống nhau ạ, đều nó đều dệt dệt kim giống nhau. Và cái này thì lưới này thì nó là 70% nắng. Đấy, hiện tại thì em đang có khổ 2m, khổ 3m và khổ 4m. Khổ 2m là 28.000. Tức là khổ 2m 28.000 là được 2m2 đấy. Khổ 3m là 40.000. 40.000 là được 4m2. Đấy, khổ 4m thì nó là 55.000. Đấy. Cái lưới này thì rất là bền và nó thoáng gió các bác ạ. Vườn các bác mà ở trên cao, mình mà ở sân thượng hoặc cao mà chỗ vườn các bác mà nắng gió nhiều ấy thì các bác nên dùng lưới đài. Tại vì cái độ bền của nó này, thứ hai là nó thoáng gió, nó rất là tốt và nó không làm, ví dụ như là mưa to gió lớn thì nó không thể làm là rách lưới của mình hoặc là làm bật lưới của mình đi được. Đấy, rất là bền. Hoặc là cái lưới này thì các bác có thể để che mái hiên cũng được. Che mái hiên hoặc là che trước cửa hiên nhà thì các bác dùng lưới này che cũng được. Đây là lưới. Tiếp theo thì em giới thiệu với các bác về vỏ thông. Đây, để các bác trồng lan. Vỏ thông thì em đang có 3 loại. Đây là loại số 1, loại này là để giải mặt ạ, tại vì rất là nhỏ. Cái này em đang bán là 12.000 một cân. Loại số 2 thì nó, đây là loại nhỡ này. Cái này là vỏ khá là mỏng nên là không mài cạnh được đẹp. Cái này em bán 16.000. Còn loại số 3 thì nó to và vỏ dày, nó mài cạnh khá là đẹp. Cái này thì em đang bán là 18.000 một cân. Đấy là vỏ thông. Tiếp theo là phân trâu ạ, phân trâu khô. Một bao như thế này nó rơi vào tầm khoảng 15 cân như này. Một bao đầy khâu miệng này được có 15 cân thôi. Rất là nhẹ và nó, cái này thì em phơi này. Phơi cái này thì rất là kỳ công, tại vì nó rất là lâu khô thì mình phải lập mái, lập màn nhà kính ấy, lập mái rồi che thì mình phơi rất là lâu khô. Cái này em đang bán là 18.000 một cân phân trâu. Các bác yên tâm là trên em thì phân trâu thì chỉ có thả cỏ, đi ăn cỏ thôi, chứ không có chuyện là chăn cám vỗ béo gì đâu. Cho nên là các bác cứ yên tâm. Cái này 18.000 một cân. Cái này thì làm khó hơn là phân dê. Phân dê thì nó dễ hơn, cho nên là giá cả của nó có cao hơn một chút. Ben ạ, ben bao này. Ben này là ben bao 10 cân, ben 1 ạ. Các bác dùng nhiều thì mình mua túi này cho tiện, tại vì dùng cái này thì nó giá cả của nó phải rất là phải chăng. Một bao 10 cân như thế này thì em đang bán là 470.000 bao ship. Đấy. Hoặc là nếu nhà các bác mà có ít ấy, thì mình có thể là dùng cái ben đóng hộp ấy. Ben đóng hộp thì giá cả của nó khá là cao, bởi vì chi phí sản xuất của nó cao, nhưng mà chất lượng của nó thì giống nhau. Ben đóng hộp 1 cân thì là 60.000. Còn đấy, các bác mua một bao ben bao 10 cân này là 470. Em cũng có bán nửa bao các bác nhé. Ví dụ các bác mua từ 5 cân thì em có thể tách bao em gửi cho các bác, thì nó sẽ là nửa cân, nửa này nó sẽ là 240. 240 cho nửa bao cho 5 cân. Tiếp theo em giới thiệu với các bác về giấn cọng. Đây, giấn cọng này. Cái này được tách sợi bằng máy. Cái này thì hàng này được tách sợi bằng máy về, các bác chỉ việc dùng thôi. Cái này thì em bán là 30.000 một cân. Cái này rất là nhẹ cho nên là một cân được khá là nhiều. Đặc điểm cái này là cái này rất là bền, cho nên là giá thể rất là bền thì các bác không phải thay nhiều.
Thứ hai là nó thoát nước rất là tốt. Cái này mà mưa nhiều thì cũng không lo ngập úng hay là cái gì cả. Đây thoát nước rất là tốt cái giống cộng này. Tiếp theo em giới thiệu với các bác về rêu rừng. Rêu rừng em đang bán là 40.000 một cân này, rêu rừng giữ ẩm bề mặt này. Cái này thì về các bác bỏ lên trên bề mặt chậu thì giữ ẩm cho chậu lan rất là tốt. Cái này em đang bán là 40.000 một cân. Được khá là nhiều các bác ạ, được rất là nhiều. Tại vì các bác mà ít các bác mua tầm khoảng 5 lạng cũng được. Các bác lấy bao nhiêu thì em sẽ gửi bấy nhiêu cho các bác. Xử lý giá thể có Chicho Đờ Ma. Chicho Đờ Ma thì em đang có hai loại, đó là loại gói 1 cân là 40.000. Bác dùng nhiều mua gói 1 cân, mình có thể vừa xử lý giá thể này. Rồi những cái chất thải ở trong nhà, trong nhà bếp của bác ấy, vỏ rau củ quả ấy, thì mình có thể dùng cái này xử lý cũng được rất là tốt, để mình tận dụng bón cho rau luôn. Còn nếu mà các bác dùng ít thì mình mua gói bé, gói 100g này là 15.000. Đấy, gói 100g 15.000, gói 1 cân là 40. Đấy, tùy các bác lựa chọn. Phân Zinan này thì em có hai loại, đó là loại cho cây con và loại cho cây trưởng thành. Thì cho cây con thì nó 310808, còn cho cây trưởng thành nó sẽ là 22-10-10. Nhưng mà mùa này thì mùa hè mưa nhiều rồi thì mình chắc là mình sẽ chỉ dùng loại cho cây trưởng thành thôi. Mùa này mà dùng đạm cao thì cây hay bị thối nhũn lắm. Lọ này là lọ 1,36kg thì em đang bán là 155.000 một lọ. Hoặc là các bác thì các bác mua hộp bé 150g. Đấy, lọ bé 150g này thì có 25.000 thôi. Tiếp theo em giới thiệu với các bác một chút về chậu. Mẫu chậu mà được các bác lựa chọn rất là nhiều trong năm nay, mẫu chậu nhựa. Các bác có thể chọn chậu nhựa này, rồi chậu gỗ này. Chậu gỗ thì bên nhà em cũng có, nhưng mà chậu gỗ là em ship thẳng từ bên xưởng Tuyên Quang đi luôn. Thì cái đấy thì sẽ bao ship từ 10 chiếc. Còn dưới các bác mà lấy lẻ, lấy dưới 10 chiếc ấy thì giá vẫn là giá đấy, nhưng mà mình sẽ không được bao ship ạ. Thì có phi 25, 30, 20, 25, 30, 35 và 40. Tương ứng với giá đó là 40, này 45, này 55, 70 và 80. Còn nhà em đang có chậu nhựa này, cái này là nhựa HD. Nhựa HD rất là bền và rất là đẹp. Đây màu sắc cũng rất là sang. Cái này thì em đang có mẫu sen và mẫu bí. Mẫu sen thì đắt hơn mẫu bí. Thứ nhất là nó có nan phụ kèm này. Thứ hai là nó chiếm nhiều diện tích hơn. Đấy, nó làm cái vành ra, nó tốn nhựa hơn cho nên giá cả của nó có đắt hơn chút. Thì mẫu bí thì không có kèm nan phụ, nhưng mà rất là gọn gàng. Đấy, các bác treo vườn lan, các bác trồng những cái dòng dáng hương thì dùng chậu bí này rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là vườn các bác mà bé thì mình chọn chậu bí, tại vì nó gọn hơn là chậu sen. Đấy, em đang có chậu phi 30 này. Đó, sen 30 thì nó là 22.000 một cái. Sen 25 thì là 13.000. Còn sen 20 thì là 11.000. Còn chậu bí ạ, chậu bí thì cũng có 3 cỡ. 30 này, bí 30 thì nó là 16.000. Bí 25 nó là 12.000. Và bí 20 thì nó là 10.000. Đấy, các bác mà trồng những cây bé, những cái ki bé của năm nay ấy, mình trồng cái chậu bé bé này thì rất là đẹp luôn. Cái này là vỏ thông nhập khẩu, chắc là còn sót ở trong vườn đấy. Cái này vỏ thông nhập khẩu này. Cái này Ochita đấy. Ochita này thì em nhập từ năm ngoái rồi, em mang về trồng. Cái này chắc là bỏ sót. Thì đá bọt vẫn 18.000 một cân thôi nhá. Đấy, ngoài ra thì những cái mẫu chậu khác thì em vẫn có này. Chậu 48 thì thực tế của nó chỉ được tầm khoảng 40. Chậu 38 thì thực tế của nó sẽ tầm 30 trong lòng.
thì sẽ có giá là 13 và 20. Còn khay chống nóng này, khay chống nóng cho dàn lan này thì đang có giá là 12.000 một cái. Kích thước của nó là 50-50, cao 3 cm. Đấy là những cái vật tư em giới thiệu với các bác. Ngoài ra thì em có dòng phân thuốc thì em có đầy đủ các bác nhé. Các bác cần gì thì các bác cứ liên hệ với em, thì em sẽ lên đơn và em gửi cho các bác. Em cảm ơn tất cả các bác ạ.